Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngân hàng lớn nhất Thái Lan sắp đạt thỏa thuận mua Home Credit. Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Long Thành trở thành đô thị sân bay cửa ngõ quốc tế. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây đường sắt đô thị, tàu điện ngầm quy mô lớn. Vinhomes muốn làm khu đô thị 300 hectare ở Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hai ngân hàng lớn nhất Thái Lan là KBank và SCBX nằm trong danh sách những nhà đầu tư tham gia vòng cuối để đấu giá mua lại chi nhánh của công ty tài chính tiêu dùng Home Credit tại Việt Nam. Tới nay, báo chí Thái Lan cho rằng SCBX đang có khả năng sắp đạt thỏa thuận cuối cùng để mua lại Home Credit với giá 900 triệu đô la Mỹ. Hai ngân hàng lớn nhất Thái Lan là KBank và SCBX nằm trong danh sách những nhà đầu tư tham gia vòng cuối để đấu giá mua lại chi nhánh của công ty tài chính tiêu dùng Home Credit tại Việt Nam. Tới nay, báo chí Thái Lan cho rằng SCBX đang có khả năng sắp đạt thỏa thuận cuối cùng để mua lại Home Credit với giá 900 triệu đô la Mỹ. Home Credit tại Việt Nam bắt đầu quá trình bán mình vào năm ngoái, thu hút sự quan tâm từ các ngân hàng lớn như KBank của Thái Lan, KB Kutmin từ Hàn Quốc. Việc thoái vốn tại Việt Nam nằm trong nỗ lực của Home Credit nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của công ty mẹ PPF, tập đoàn do gia đình cố tỷ phú người Cộng hòa Séc Bert Kellner kiểm soát. Tập đoàn đang chuyển trọng tâm đầu tư trở lại châu Âu và đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình ở châu Á sau khi hủy bỏ đợt IPO trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ tại Hồng Kông vào năm 2019. Sáng ngày 28 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 185 trên QĐ-TTG ngày 20 tháng 2, 2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Long Thành là toàn bộ địa giới hành chính huyện Long Thành với tổng diện tích tự nhiên 430,62 km2. Dự báo, quy mô dân số đô thị Long Thành đến năm 2030 khoảng 340.000 đến 370.000 người và đến năm 2045 khoảng từ 480.000 đến 500.000 người. Quy hoạch đô thị Long Thành đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch tỉnh Đồng Nai đang được tổ chức lập. Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng và lợi thế của cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia và vùng trên địa bàn để phát triển không gian đô thị, khu chức năng phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đai. Mục tiêu Long Thành hướng tới trở thành một trong các đô thị trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và vùng động lực phía Nam, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Đến trước năm 2030, Long Thành đạt tiêu chí đô thị loại 3 và sau năm 2030 hướng tới đô thị loại 2. Năm 2024, Vinhomes đang có kế hoạch triển khai xây dựng ít nhất 5 dự án tại Hải Phòng, Long An và Khánh Hòa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư nhiều hơn dự án lớn, có dự án khu đô thị quy mô diện tích khoảng 200 đến 300 hectare tại Nghệ An. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh và công ty cổ phần Vinhomes về việc xem xét, đề xuất nghiên cứu, lập đề xuất thực hiện dự án đầu tư dự án khu đô thị tại phường Hương Dũng, xã Hương Lộc và Hương Hòa, thành phố Vinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này nhận được văn bản của công ty cổ phần Vinhomes về việc đề xuất nghiên cứu thực hiện dự án khu đô thị tại thành phố Vinh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thành An giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan căn cứ quy hoạch xây dựng tại khu vực và các điều kiện có liên quan để giới thiệu địa điểm phù hợp cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3, 2024. Trước đó, công ty cổ phần Vinhomes đã có công văn gửi tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề xuất nghiên cứu dự án khu đô thị tại thành phố Vinh. Vinhomes cho biết, với mong muốn phát triển khu đô thị có quy mô lớn, đẳng cấp và góp phần vào sự phát triển của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch chung thành phố Vinh tầm nhìn 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vinhomes đề xuất với Nghệ An được nghiên cứu đề xuất dự án có địa điểm tại phường Hương Dũng, xã Hương Lộc và xã Hương Hòa, thành phố Vinh. Dự án có quy mô diện tích khoảng 200 đến 300 hectare. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng đường sắt đô thị, tàu điện ngầm quy mô lớn. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại,
Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành cao tốc Bắc Nam phía Đông, các trục cao tốc Đông Tây, sân bay quốc tế, hạ tầng cảng biển, đường thủy nội địa lớn, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Thiêm, Long Thành. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tương xứng với nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, kết nối với khu vực và thế giới. Định hướng đến năm 2045, Việt Nam phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, gắn với nước phát triển, thu nhập cao, kết nối và hội nhập với thế giới. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu thí điểm mô hình đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, sử dụng công, hoàn thiện mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, TOD, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù với công trình hạ tầng văn hóa, xã hội. Cơ chế chính sách đủ mạnh sẽ được xây dựng để hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu, đủ nguồn lực, năng lực quản trị hiện đại, tiếp cận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình lớn, chiến lược. Kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ được xây dựng có trọng tâm, phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương với nhau trong phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở dữ liệu về kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường của vùng, địa phương được xây dựng đảm bảo thống nhất và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Chính trị cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế rút ngắn quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và tách dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khỏi dự án đầu tư. Ngân sách nhà nước được ưu tiên cho các dự án tác động liên vùng, thúc đẩy kinh tế nhanh, bền vững. Công trình không có khả năng thu hồi vốn, khó thu hút đầu tư tư nhân. Nguồn vốn ODA tiếp tục được huy động hợp lý cũng như các khoản vay ưu đãi gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng. Quỹ phát triển hạ tầng sẽ được hình thành cùng với áp dụng linh hoạt trần nợ công gắn với khả năng trả nợ để tăng thêm nguồn lực, phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ được giao hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, bố trí nguồn lực thực hiện kết luận. Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương xây dựng danh mục công trình, dự án kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Chính trị đánh giá, 10 năm qua, việc xây dựng kết cấu hạ tầng Việt Nam đạt nhiều kết quả, nhiều dự án đưa vào khai thác, nhất là giao thông, năng lượng, thủy lợi, đô thị, thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, việc xây dựng kết cấu hạ tầng chưa tạo đột phá trong huy động nguồn lực, hình thành hệ thống hiện đại. Một số cơ chế ban hành chậm, thiếu thống nhất, công tác quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền còn bất cập. Hạ tầng đa mục tiêu kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu chưa được chú trọng. Hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu kết nối nội vùng, liên vùng, hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo chưa được đầu tư đúng mức, tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân tại một số đô thị lớn. Một trong những nguyên nhân là nguồn lực quốc gia hạn chế, chưa thu hút có hiệu quả nguồn lực tư nhân, quy hoạch thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đồng bộ, quản lý đầu tư, thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả. Theo quy hoạch đến năm 2030, thủ đô sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417 km, trong đó đi trên cao 342 km, ngầm 75 km. Hiện chỉ có tuyến Cát Linh Hà Đông vận hành thương mại sau 10 năm xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện mặt đất, đường sắt một ray, tổng chiều dài khoảng 220 km, vốn đầu tư ước tính 25 tỷ đô la Mỹ. Hiện tuyến số 1 Bến Thành Suối Tiên và số 2 Bến Thành Tham Lương, tổng chiều dài hơn 30 km đã được triển khai từ vốn ODA theo cơ chế cấp phát từ ngân sách trung ương. Các tuyến còn lại chưa được đầu tư. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!